Ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang có một cái vàng rất là to luôn, của một bác trong nhóm mình gửi về một cái con LG Q92 thì phải. Phải nhờ test xem là máy có bị ép kính hay không. Mặc dù em cũng có làm cái clip ép kính rồi đấy, nhưng mà chắc các bác không tự tin vào mắt của mình nên là vẫn gửi về cho em. Có một cái máy nhỏ mà đóng cái hộp to thế. Đây rồi. Máy này. Cái gì không? Cái gì đây? Sạc cáp kìa bạn. Rồi, có máy với cái sạc cáp thì mà đóng cho mình to đùng luôn. Thôi không sao. Ok. Cái cáp sạc này thôi khỏi test đi nhỉ. Rồi cứ tháo ra. Xem là như thế nào. Rồi thì cái sạc đây đó, cái sạc này thì em thấy nó khá là dại, trông nó không được, nói chung là phông chữ thì cũng được nhưng mà nhìn nó cứ sao sao. Hay là em mới dùng mới biết cái củ này của cái gì đây, mới biết cái này luôn các bạn. Chịu luôn, cái này em cũng mới biết, em trông nó dại lắm. Các bác có kinh nghiệm về cụ này thì đánh giá nhé, chứ em cũng không biết được, nó nhìn cũng chắc chắn nhưng mà em thấy nó không được giống cách những cái củ LG mà em hay dùng. Cái cáp này thì cáp bình thường thôi, cáp cũng được nhưng mà không quan tâm cái cáp đấy bình thường. Đóng vào kỹ thật. Ba cái đóng gói sợ rồi. Đóng gói quá kỹ luôn các bạn. Ai à, vẫn còn bật nguồn nhỉ, sợ quá. Rồi, ok. Thì đúng là cái con Q92 các bạn. Đó thì bây giờ em sẽ tắt nguồn đi. Không biết là tắt nguồn. Trời ơi, nó không cho tắt nguồn à? Thôi rồi, không cho tắt nguồn thì thôi. Không biết mật khẩu mà các bác. Rồi em sẽ lau qua đi. Lau qua đi. Bật cái đèn thêm xem nào. Ok, cho gần gần vào. Thì đây bây giờ em sẽ soi nó. Đây các bác này, các bác có thể nhìn nhìn thấy cái phần này này, đấy, nó lòi cả keo này này này, keo luôn này này. Đấy, keo đấy. À, các bác thấy không? Vào cả keo đây này, này. Keo luôn nhé, không phải bụi đâu. Keo luôn nhé. Keo luôn nhé. Đây cũng là keo luôn này. Rồi, nguyên cái giải dưới này. Nguyên cái phần cạnh đáy này. Đấy, nó là keo luôn. Đó, xem phần trên. Phần trên này thì ở chỗ này. Ở chỗ này cũng có keo này. Đó, keo luôn nhá. Em không nghĩ là LG nó sản xuất một cách cầu thả như này đâu. Mà đây, em nghĩ đây là một cái máy đã bị ép kính. Keo này. Đấy. Bên này nữa keo này đó, các bạn thấy không? Keo luôn nhá, keo luôn. Rồi
Thì nếu mà dựa vào cái dấu vết keo ấy thì cũng có thể là các bác bảo là lâu ngày keo nó bị phòi ra như thế, thì theo ý em ý là nó không thể phòi ra như thế đâu. Keo này, keo nếu mà keo zin của LG nó không phòi được đâu, nó chỉ có bị hở ra thôi, nó vào bụi nó vào thôi, chứ nó không thể phòi ra được như này đâu. Đó. Rồi em thử soi vào cái đèn xem nào. Xem là nó có bị soi vào cái nghiêng vào ánh đèn ấy thì nó sẽ không, nó không thấy cái hiện tượng mà bị nhăn ấy, bị nhăn khi mà ép kính ấy. Thì em không thấy. Soi gần đèn hơn tí nữa nào. Em đang soi gần vào đèn chỗ đằng kia. Không thấy các bạn. Nếu mà soi về cái ánh đèn này thì em thấy là nó không bị nhăn. Không bị nhăn. Thì em nghĩ là cái này có thể là thay cả một bộ màn luôn. Em đang soi tiếp đây. Cái phần lắp lưng này này, cái phần lắp lưng xem có dấu hiệu cậy mở không. Đây thấy các bác thấy này, cái phần lắp lưng này này, chỗ này này, chỗ này nhá, chỗ này này, đây không biết các bác có nhìn rõ không, thì chỗ này này em thấy có cái dấu hiệu cậy mở này. Đấy, chỗ này này, đó có dấu hiệu cậy mở luôn nhá. Đó, cái chỗ này này, đó là những cái dấu hiệu em phát hiện ra thôi, chứ còn này, các bác có bảo thể bảo lý do này lý do kia thì em không biết được. Lọc cái camera đi xem nào, lọc camera đi. Đây các bác ở bên đây, bên này, bên trong này, bên ngoài đây. Nó như bên trong các bạn đây, không biết các bác nhìn rõ không, nhưng mà ở chỗ camera này có một hạt bụi nhỏ ở chỗ này này, em soi về với các bác nhìn rõ không, nhưng mà có một hạt bụi nhỏ ở chỗ này ở camera này đó, một rất là nhỏ thôi, nhìn mắt thường mới thấy, có thể qua camera không thấy. Rồi thì cái con này này, con Q92 này này, em thấy là cái khung viền cái thứ nó còn rất là mới luôn. Ngoài cái dấu hiệu hơi hơi xíu xíu ở đây, kiểu cái dấu hiệu cậy mở xíu xíu ở đây này, thì ngoài ra thì em không thấy phát hiện là cái gì đáng khả nghi nữa cả. Không biết bác ấy để cái màn hình khóa kiểu gì thì em không mở được. Thì hiện tại là con này theo suy đoán của em ấy, thì nó là cái máy đã được thay cái màn hình. Em nghĩ là thay toàn bộ cái màn hình này chứ không phải là máy ép kính nhé. Ép kính thì em thấy không phải, tại vì cái hoàn thiện của ép kính nó sẽ không được ngon quá đâu. Nó có thể để lại dấu hẳn ở đây này, nhưng mà em soi soi dưới ánh đèn này em không thấy, không thấy dấu hẳn, thì em nghĩ là cái máy đã được thay cả mặt bộ màn hình. Thì chuyện này cũng là chuyện của hai người mua và người bán thôi, nhưng mà như em thấy là bác bán cũng có thể không biết. Thật sự là bác bán nếu mà chỉ nhập máy về một cách bình thường có thể không biết được, nhưng mà như em nhìn đây thì em có thể nói là cái máy này được thay cả bộ màn hình rồi đó, thì nó mới có cái viện hiện tượng keo thừa như thế đấy. Và có một vết bụi ở đây nữa, và có một dấu hiệu cậy mở ở đây nữa, dấu hiệu cậy mở ở đây đó. Thì em xác nhận là cái máy này có thể là thay màn hình đấy nhá. Rồi ok, thì tùy hai bác giải quyết như nào thôi. Ok, chào các bác.